Thưa quý vị, đứng trước thực trạng ngày càng có nhiều trẻ em đối mặt với gù lưng và có bao giờ bạn đặt ra câu hỏi liệu bé yêu nhà mình có đang gặp vấn đề về cong vẹo cột sống hay không? Xuất phát từ vấn đề này, nhiều chuyên gia đã đánh giá rằng việc lựa chọn bàn ghế phù hợp sẽ tác động đến sự phát triển chiều cao của bé cũng như phòng chống được các bệnh học đường hiệu quả. Vậy xu hướng sử dụng bàn ghế thông minh cho trẻ hiện nay là gì? Hãy theo chân chúng tôi tìm câu trả lời về xu hướng này. Tại Việt Nam, tỷ lệ trẻ ở lứa tuổi học đường mắc các bệnh cận thị và cong vẹo cột sống ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ ngồi học không đúng tư thế, tầm mắt nhìn chưa đạt chuẩn, đặc biệt là do kích thước bàn học không phù hợp với vóc dáng của trẻ. Ngồi học sai tư thế ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, làm giảm sự tự tin và những cơ hội nghề nghiệp của trẻ sau này. Với mong muốn kiến tạo môi trường học tập tốt nhất cho trẻ, Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Zidu Việt Nam đã tiên phong phát triển nhiều dòng sản phẩm bàn ghế thông minh, chống gù, chống cận, nổi bật là thương hiệu Bisuc. Các dòng sản phẩm bàn học thông minh Bisuc có những ưu điểm vượt trội như sau. Thứ nhất, vật liệu nhập khẩu cao cấp, đạt chứng chỉ chất lượng quốc tế. Thứ hai, bàn học thông minh Bisuc có thể điều chỉnh góc nghiêng mặt bàn và có khả năng nâng hạ chiều cao phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ từ 3 đến 18 tuổi. Sản phẩm Bisuc được thiết kế hiện đại, đẹp mắt với nhiều tiện ích giúp trẻ tự giác và yêu thích việc học tập. Trẻ em sử dụng bàn học Bisuc sẽ rèn luyện được thói quen ngồi học đúng và giúp ngăn chặn các căn bệnh học đường. Bộ bàn ghế thông minh Bisuc sở hữu nhiều tính năng thông minh hấp dẫn phù hợp với giai đoạn học tập của con trẻ. Có thể kể tới một số tính năng như bàn và ghế có thể dễ dàng nâng hạ để phù hợp với vóc dáng của trẻ. Độ nghiêng của mặt bàn có thể điều chỉnh từ 0 đến 70 độ để phù hợp với nhiều mục đích sử dụng, viết bài, đọc sách, vẽ tranh hay chơi đồ chơi. Đặc biệt, sản phẩm bàn học chống gù, chống cận Bisuc còn được sản xuất chọn lọc từ vật liệu thân thiện môi trường, chống độc hại. Quyết thì cảm thấy rất là vui khi đã chọn được một cái mặt bàn của nhãn hiệu Bisuc. Thì mọi người đều biết thì việc đầu tư cho các con học là rất là quan trọng. Thì Quyết đã cũng đã tìm hiểu rất nhiều những bàn học của các em bé và đặc biệt là những cái bàn học cho những trẻ học lớp 1. Thì sau này để cho con mình nó được thoải mái nhất thì Quyết đã lựa chọn mặt bàn học của nhãn hiệu Bisuc. Mặt bàn Bisuc thì mang cái màu sắc rất là trẻ và rất là hợp với các trẻ nhỏ, đặc biệt là nó có nhiều tính năng rất là tốt khi vừa có thể là chống cho con đỡ bị đau mắt, vừa có thể là cho con không bị mỏi lưng. Cái đấy là cái rất là quan trọng đối với trẻ nhỏ, rất là vui khi con mình học rất là thoải mái và rất là tự tin khi ngồi ở cái mặt bàn học Bisuc. Với bàn học thông minh Bisuc, bé sẽ hình thành một thói quen tốt về tư thế ngồi học hàng ngày. Điều này sẽ giúp trẻ tránh được nguy cơ cận thị, gù lưng và cong vẹo cột sống khi ngồi sai tư thế. Mình thấy bộ bàn học của Bisuc rất nhiều tiện ích. Mình có thể điều chỉnh được độ cao phù hợp với cả chiều cao của bé nhà mình. Bạn ấy đã rất là thích học khi mà ngồi vào bộ bàn học này và tự điều chỉnh được tư thế ngồi của mình, tư thế lưng cũng thẳng hơn. Chính vì thế mà mình rất là an tâm khi sử dụng sản phẩm. Có thể thấy rằng lựa chọn bàn học thông minh Bisuc là giải pháp hoàn toàn hữu ích, không chỉ tốt cho sự phát triển toàn diện của trẻ, mà đây còn là sản phẩm lý tưởng cho những căn phòng có diện tích nhỏ, đảm bảo độ thẩm mỹ và thị hiếu cho các bé. Với hệ thống hơn 20 cửa hàng trên toàn quốc, Bisuc hứa hẹn là một trong những thương hiệu uy tín dành cho các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ trong thời gian tới.